ca sĩ Kali về hát bài này để cho dân cúng lên cho hòa thượng. Mời ca sĩ Phú. Không lấy điện thoại hả? Rất là bất ngờ. Rất là ngạc nhiên. Con tưởng là bác Chính mời Y Phụng chứ. Trầm hương đông sông Nga bởi phương, nguyện nguyện kiến đơn nhiên từ vô lượng đã. Cầu cầu xin chúng thân thành chúng con, vần vần khói kết tay lành cũng dường. Đào nhìn máu đã lan truyền nơi cùng nơi, nhờ chân lý chúng sanh đều thoát được. Dân hoa thơm tình yêu màu thân tươi lành lắm 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 Bây giờ để yêu cầu một ca sĩ ngồi đây nè, ca hát bài tình cha đó mới hay nè. Rồi có ai thuộc không? Dạ, nghe kìa. Là, lan, 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 lan,
A Di Đà Phật. Hình như là con nghĩ cũng mấy năm rồi con cứ hát tình cha tặng cho ngài birthday hoài. Thôi bây giờ con xin tặng cho ngài bài là Ơn Cha Nghĩa Mẹ, nhưng mà con không biết hát cái này là tân cổ hay là gì con không biết, nhưng mà con nghe cái lời nó hay quá. Rồi con cũng thôi. Dạ, con cũng mấy bác cố gắng mà nghe. Mẹ cha ơi, con xin thắp nhang khẩn nguyện tâm thành cầu xin. Kính mong Đức Phật trên ngài chứng minh. Lòng con tha thiết chân thành, mong sao cho cha mẹ được an lành. Phận làm con phải giữ tròn hiếu đạo, không xấu sàng, không thô lỗ ngang ngang. Phải nên nói năng nhã nhặn, biết vâng lời giáo huấn của mẹ cha. Bởi thế cho nên trong sách có câu: phụ mẫu chính là hai vị Phật sống, muốn việc lành hiếu hạnh đứng đầu tiên. Thập ngõ kiếu mang tam thiên nhu bộ, phần làm con không sao quên được. Công dưỡng dục cha mẹ ân trọng, đức
cù lao lấy lượm nào đông. Còn cha với mẹ là phước lành tối cao. Nếu một mai cha mẹ đã qua đời, dù cho con hối tiếc cũng muộn rồi. Giờ con xin hết. Đặc biệt. Dạ, nói có lẽ hôm nay có Cục Thành sẽ lên hát bài Tình Cha và Thầy. Nhưng mà giờ chót cho các gọi cho con nói trời, cả đêm con hò quá. Thì khăn tiếm quá, con chắc là hát không được. Mà lên chùa thì sau nay con không dám lên nữa. Con xin lỗi bất kính. Giờ cái tiếp theo đây tôi xin giới thiệu một người mà có lẽ nếu mà tôi nói tên ra thì chắc là tất cả mọi quý ông bà chắc là cũng rất là ngạc nhiên. Nghề của anh này không phải là nghề hát, mà anh tình nguyện anh hát rất là hay, sắp vào dụng cổ. Anh là một dược sĩ mà có cái tên đặc biệt là Mai Trang. Giờ tôi đến mời Mai Trang.